Em xin chào tất cả các anh, các chị, các cô, các chú, các bác đến với buổi livestream của gia đình nhà chúng em ngày hôm nay ạ. Mà các bác khi mà các bác nói đến Thái Nguyên là các bác nhớ ngay đến trà Tân Cương Thái Nguyên đúng không ạ? Đặc sản của vùng miền quê hương Thái Nguyên chúng em nhé. Trong livestream ngày hôm nay em sẽ bán giá duy nhất một ngày, giá siêu sốc cho các bác là 199.000 trên 1 kg. Phí ship thì miễn luôn nha các bác nhé. Bên em miễn phí ship toàn quốc. Các bác mua 1 kg trở lên thì bên em miễn phí ship giao hàng. Còn khi mà các bác mà mua từ 2 kg trở lên thì bên em cũng vẫn miễn phí ship giao hàng. Và hơn thế nữa là bên em còn tặng thêm một cái gói 200g nữa cơ các bác ạ. Đây ạ, em thì sẽ đóng gói thành hai màu là màu xanh màu vàng. Và thường thường là khách thì sẽ hay thích màu vàng hơn, cho nên là em sẽ đóng màu vàng. Còn khách lại yêu cầu đóng màu nào thì bên em sẽ đóng gói cho các bác như thế. Do là nhà em tự sản xuất ra, cho nên là nhà em sẽ đóng gói theo yêu cầu của các bác. Có sẽ có gói là từ 200g này, 100g này và 500g trở lên. Khi mà hút chân không như này là để cho ấm trà nó sẽ giữ được mùi hương thơm lâu. Nên là các chúng mình có thể là mua 3 cân, 5 cân tặng người thân cũng không bao giờ là lo chè thì chúng mình là sẽ bị mốc nha các bác nhé. Giá duy nhất một ngày hôm nay là 199.000 miễn phí ship giao hàng ạ. Khi hơn thế nữa là mua 2 kg trở lên thì các bác sẽ được tặng thêm 200g và vẫn được miễn phí ship. Và sau trà nhà em thì là tiền chát ngọt hậu, nên là các bác cứ yên tâm về cái sản phẩm cũng như là chất lượng. Ok, em cảm ơn chị Hoài Thương, chị nhận được trà rồi, trà ngon lắm em ơi. Ok, em cảm ơn chị Hoài Thương.